Kính thưa quý vị khán giả, đại dịch COVID-19 toàn cầu thì đã được khống chế. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến hết sức phức tạp, khó lường. SARS-CoV-2 vẫn tiếp tục biến đổi với các biến chủng mới, có độ lây lan nhanh hơn, khó xác định tính chất nguy hiểm hơn. Cái chính là rất là khó xác định, khó tiên lượng được cái tính chất nguy hiểm của nó. Và như vậy thì có thể nó gây ra những tổn thất nặng nề hơn, thương vong lớn hơn. Cho dù Omicron là cái biến thể phổ biến nhất trên thế giới hiện nay, nhưng vẫn chưa phải là biến thể cuối cùng. Theo nhận định, vẫn có thể xuất hiện các biến thể mới của chủng SARS-CoV-2, khiến ca nhiễm có triệu chứng nghiêm trọng hoặc tử vong tăng lên, đặc biệt là ở các nhóm mà dễ bị tổn thương. Để phòng chống đại dịch COVID-19, vaccine vẫn được coi là một trong những vũ khí chiến lược và hiệu quả quan trọng hàng đầu để bảo vệ người dân cũng bảo vệ mọi người chúng ta ở đây. Thực tế giờ thời gian qua, vaccine đã chứng minh được tính hiệu quả trong công tác phòng bệnh ở nước ta nói riêng và các nước trên thế giới nói chung. Tuy nhiên, kháng thể của vaccine phòng chống COVID-19 ấy, hiện nay thì giảm theo thời gian. Vì vậy, ở nước ta hiện nay, việc tiêm chủng mũi nhắc lại, mũi 3 hoặc là mũi 4, vaccine để phòng COVID-19 là rất cần thiết để phòng mà mắc bệnh này hoặc là tái nhiễm bệnh. Và hoặc là nếu chúng ta có bị nhiễm thì cái nguy cơ bệnh trở nặng và nguy cơ dẫn đến tử vong nó sẽ được giảm thiểu. Tiêm vaccine COVID-19 mũi nhắc lại sẽ là có nhiều lợi ích hơn để thiết thực bảo vệ cho chính mình, chính người dân. Và rõ ràng là cái lợi ích lớn hơn cái rủi ro nó rất là nhiều. Để làm rõ vai trò của vaccine và như một thứ vũ khí chiến lược quan trọng trong công tác phòng chống dịch, Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ hôm nay tổ chức cái cuộc tọa đàm. Cái mục của tọa đàm là, cái đầu mục của tọa đàm là tại sao phải tiêm mũi 3, mũi 4 phòng COVID-19. Nói rất thẳng vào việc là tại sao chúng ta cần phải tiêm cái mũi bổ sung. Và tôi rất là hân hạnh được giới thiệu tại cái cuộc tọa đàm hôm nay ấy, thì xin được trân trọng giới thiệu các vị khách mời. Trước hết là xin trân trọng giới thiệu giáo sư tiến sĩ Phan Trọng Lân, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế. Vâng, xin chào quý khán giả Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ. Xin trân trọng giới thiệu Phó giáo sư tiến sĩ Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương. Vâng, xin chào các quý vị khán giả và xin chào các khách mời ạ. Xin trân trọng giới thiệu tiến sĩ Socorro Eslante, quyền trưởng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam. Vâng ạ. Trước hết là xin dành cái câu hỏi đầu tiên cho tiến sĩ Socorro Escalante, quyền trưởng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam. Theo một số tổ chức quốc tế, biến chủng BA4, BA5 có khả năng làm gia tăng số người lây nhiễm, cần nhập viện điều trị hoặc tử vong. Điều này sẽ gây áp lực cho nền y tế của từng quốc gia cũng như của toàn cầu nói chung. Bà có nhận định như thế nào về thông tin này ạ? Yes, so indeed the BA.4 sublineage of the Omicron has been seen to be more transmissible than the first sublineages of Omicron, which were BA.1 and BA.2. However, it is also important to note that in Vietnam and in many other countries of the world, we already know the public health measures that is going to help us control the transmission. And that is the public health measures that have been implemented in Vietnam for long, including, for example, the use of masks in ví dụ như là chúng ta sử dụng các biện pháp, ví dụ như là đeo khẩu trang này ở những khu vực mà khoảng không đó.
kín hoặc là rửa tay vân vân thì nó sẽ giúp chúng ta kiểm soát được nó. Và chúng ta cũng phải xác định là Việt Nam của chúng ta đã có một cái hệ thống giám sát bệnh cực kỳ tốt, và cái điều này có thể giúp cho chính phủ của chúng ta phát hiện sớm các cái nhóm gen cũng như là các cái biến chủng mới. Và các cái biện pháp mà chúng ta đang áp dụng tại Việt Nam thì thực sự là đúng là những cái biện pháp mà chúng ta cần phải thực hiện để phát hiện và khẳng định các cái ca mới. Nhưng mà cũng có chúng ta cũng có những cái công cụ để chúng ta có phát hiện và kiểm soát, đó chính là cái công cụ, đó chính là vaccine. Và Việt Nam chúng ta thì cũng đã tiêm chủng được, có cái tỷ lệ tiêm chủng rất là cao. Và chúng ta cũng biết là cái vaccine hiện tại mà chúng ta đang có thì có hiệu quả đối với các cái biến chủng BA4 và BA5. Thế và chính tại làm sao mà đấy là lý do mà chính phủ của chúng ta vẫn tiếp tục khuyến cáo người dân là chúng ta tiêm các cái mũi vaccine COVID, mũi nhắc lại, mũi tăng cường. Không biết là mình đã có được cái thông tin, thưa tiến sĩ, là mình đã có được cái thông tin về độc lực của cái loại BA4 và BA5 chưa? So what we know is that những gì chúng ta biết đến hiện tại bây giờ đó là các cái biến chủng, các cái nhánh BA4 BA5 that it is more virulent or it nhưng mà tức là nó có khả năng lây lan nhanh hơn, nhưng mà chúng ta chưa biết được chính xác cái liệu là cái độc lực của nó có cao hơn không. Nhưng mà cái vaccine hiện tại của chúng ta đang sử dụng bây giờ là có hiệu quả chống lại các cái biến chủng BA4 và 5. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Minh Điển, bằng kinh nghiệm lâm sàng, ông đánh giá như thế nào về sự nguy hiểm của các biến chủng mới của virus SARS-CoV-2, đặc biệt là với trẻ em? Biến thể phụ như BA4 và BA5 có nguy cơ như thế nào thưa ông? Vâng, kính thưa tất cả các quý vị khán thính giả, như vừa rồi tiến sĩ Socorro đã thông báo cho chúng ta về cái biến chủng BA4 và BA5, và bản thân chúng tôi là mỗi một bác sĩ chúng tôi cũng đều phải đọc những cái bản tin của Tổ chức Y tế Thế giới. Và với cái bản tin của Tổ chức Y tế Giới ngày 29 tháng 6 thì chúng ta cũng cùng nhìn nhận cho thấy là cái biến chủng BA4 và BA5 cũng đã lan nhanh trên toàn cầu. Đấy, và với 6 cái khu vực của Tổ chức Y tế Thế giới đang giám sát. Đấy, và trong tuần qua thì cái biến chủng BA4 và BA5 này thì chiếm đến 55% trong tổng số mẫu toàn cầu. Thì đây là một trong những cái vấn đề chúng ta đáng lo ngại. Một cái đất nước ngay cạnh của chúng ta là Singapore thì cũng theo thông báo của Tổ chức Y tế Giới thì có đến 45% là các trường hợp nhiễm cái COVID-19 trong cộng đồng liên quan đến biến chủng BA4 và BA5. Và với những cái biến thể này thì như vừa rồi tiến sĩ Socorro cũng đã trình bày là biến thể mới lây lan thì nó nhanh hơn. Đấy, và những cái tỷ lệ tử vong hay tỷ lệ bệnh nặng thì cũng không có cái sự khác biệt. Thế tuy nhiên thì vẫn cứ phải lưu ý đến cái tỷ lệ tử vong và tỷ lệ bệnh mắc bệnh nặng liên quan đến cái nhóm người già và nhóm có yếu tố nguy cơ bệnh nền. Đấy, và với những cái gia tăng mắc mới này thì cái gia tăng về số nằm viện thì chúng ta cũng còn đang được thông báo những cái số liệu tiếp theo. Thế và với những cái thông tin trẻ còn hạn chế thì trẻ em có nhiễm cái biến chủng BA4 và BA5 hay không thì kính thưa các quý vị khán giả, là tỷ lệ trẻ em của Việt Nam của chúng ta chiếm khoảng độ 25-27% dân số. Thế tuy nhiên thì theo thông báo của Cục Y tế Dự phòng thì cái tỷ lệ mắc của trẻ em trong cái thời gian vừa qua cũng là từ lúc bắt đầu dịch đến giờ thì cái tỷ lệ mắc này cũng tương đương như là cái tỷ lệ mắc trên người lớn, tức là cũng khoảng độ 20-25% là trẻ em có mắc COVID-19. Và với cái tình trạng bệnh khó và bệnh nặng thì chủ yếu chính liên quan đến các bệnh mãn tính đấy, và những cái bệnh mà bệnh nền đấy, thì đây là những cái yếu tố mà nguy cơ ở trên nhóm được gọi là cái nhóm nguy cơ. Nhưng đồng thời thì trẻ em thì lại là một cái nhóm yếu thế nữa kèm theo, đó chính là trẻ em thì chưa được tiêm chủng nhiều, đặc biệt ở cái nhóm mà dưới 11 tuổi.
Vừa rồi thì chúng ta mới bắt đầu có thuốc tiêm cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi. Còn với cái nhóm mà dưới 5 tuổi thì chúng ta chưa có thuốc tiêm. Do vậy nếu như mà biến chủng BA4 và BA5 lây lan nhanh sang cộng đồng thì tức là trẻ em cũng sẽ có lây lan và trẻ em cũng có cái tỷ lệ mắc bệnh nặng. Đấy, và đặc biệt là trẻ em thì là cái nguồn lây sang cho người già, sang cho người lớn khác rất là dễ dàng hơn. Đấy, vì trẻ em thì thông thường là các giải pháp liên quan đến đến khẩu trang và khử khuẩn thì kém hơn so với người lớn. Xin cảm ơn tiến sĩ Trần Minh Điển. Như vậy thì qua phát biểu của đại diện Tổ chức Y tế Thế giới cũng như là tiến sĩ Điển thì chúng ta thấy một điều là cái biến chủng BA4 và BA5 đấy nó lây nhiễm rất là nhanh. Nhưng mà bên cạnh đó thì một điều nữa mà chúng ta phải rất cẩn trọng, hết sức cẩn trọng, đó là động lực của nó như thế nào thì đến bây giờ chúng ta vẫn chưa có đầy đủ thông tin. Và cái sự không có thể đoán định trước là một thứ mà chúng ta phải rất là cẩn trọng, phải rất là tìm cách để sẵn sàng ứng phó. Và như vậy thì thưa giáo sư tiến sĩ Phan Trọng Lân, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, vaccine được ví như một vũ khí chiến lược trong công tác phòng chống dịch. Thực tế đã chứng minh trong thời gian 3 năm vừa rồi đấy, thì tại nước ta tỷ lệ bệnh nặng và tử vong do COVID-19 đã giảm rất là nhanh sau khi chúng ta đã bao phủ vaccine tới người dân với tỷ lệ cao. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại thì dịch bệnh đã được kiểm soát, việc tiêm vaccine thực sự có cần thiết nữa hay không thưa ông? Xin ông phân tích làm rõ vai trò tầm quan trọng vaccine trong công tác phòng chống dịch COVID-19 ở thời điểm hiện nay và với các cái biến chủng mới. Nói rằng là vaccine nó là giúp cho con người có được cái miễn dịch để chống lại khi mà cái tác nhân gây bệnh nó vào người thì giảm mắc, giảm nhập viện, giảm nặng và giảm tử vong. Và thậm chí có những người khi đã tiêm vaccine thì nếu có mắc thì nó cũng nhẹ hơn với những người chưa tiêm. Ở đây chúng ta thấy rằng vaccine nó là một vũ khí chiến lược. Bởi vì trong bối cảnh các cái bệnh truyền nhiễm mà lây lan nhanh như hiện nay như của SARS-CoV-2 thì chúng ta nhìn thấy là gì? Cái biện pháp lây lan nhanh thì hoặc là biện pháp hành chính xã hội hoặc là thuốc, và các cái biện pháp gần như cơ bản nó sẽ khó đáp ứng được một cách lâu dài. Do đó vaccine để tạo miễn dịch cho con người, người ta có thể đi bất cứ nơi đâu ta cảm thấy an toàn, tôi cho rằng là quan trọng. Cái thứ hai, một trong những cái vaccine là một thành tựu của y học, nó là một trong những cái biện pháp mà phòng chống dịch tốt nhất về các vaccine dự phòng. Bởi vì vaccine nó dựa trên bằng chứng, nó nghiên cứu từ trong phòng thí nghiệm, nó nghiên cứu trên động vật, rồi qua 3 giai đoạn trên người, và thậm chí là sau khi đã nghiên cứu kỹ ra ngoài thị trường nó vẫn tiếp tục được nghiên cứu. Phải nói rằng là chưa bao giờ trong vòng 2 năm qua thì đã sử dụng đến là hàng tỷ liều, và hàng tỷ liều được sự giám sát rất chặt chẽ của mỗi người dân, của mỗi cơ quan y tế và của Tổ chức Y tế Thế giới. Nó chỉ cần một sự bất thường nào đấy ở một cái vùng nào đấy thì lập tức nó sẽ được dừng trên phạm vi toàn cầu với cái vaccine mà nó được sử dụng, để cho thấy rằng cái vấn đề an toàn, vấn đề hiệu quả luôn được theo dõi và giám sát. Có sự bất thường thì người ta cũng sẽ phản lại một cách kịp thời. Về cái vấn đề hiện nay trong cái bối cảnh dịch tễ thì chúng ta mới thấy rằng như là anh Dũng anh có nói, cái vấn đề hiện nay là kiểm soát. Thật ra chúng ta nói hiện nay là bởi vì chúng ta đang kiểm soát BA2. Cái dịch vừa rồi của chúng ta chủ yếu và toàn bộ hình thái dịch tễ của chúng ta vừa rồi ấy, là từ tháng 1 cho đến nay chủ yếu là BA2. Như vậy khi con người ta có miễn dịch BA2, ta mắc BA2, ta được tiêm ngừa thì chúng ta thấy rằng là an toàn và nó ít mắc. Tuy nhiên đối với như là Tổ chức Y tế Thế giới nó còn nói, cái BA5 nó đã xâm nhập, và xâm nhập ở đây phải nói rằng là chúng ta phát hiện được, tuy nhiên bên ngoài của chúng ta là tăng liên tục, tăng hàng tuần và gần như tăng gấp đôi. Thì như vậy với cái mà đi lại một cái cách là bình thường hóa thì cái việc xâm nhập là chỉ vấn đề về thời gian chứ nó không có cái ý nghĩa. Thứ hai nữa là chúng ta cái biện pháp mà ngăn chặn gọi là biện pháp cơ học hay biện pháp hành chính xã hội gần như cơ bản sẽ không tạo được sự đồng thuận hoặc là ảnh hưởng đến cái mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Như vậy cái vaccine là một cái yếu tố rất quan trọng
Và khi tiêm vaccine thì chúng ta thấy rằng cái mũi 3, mũi 4 nó củng cố thêm miễn dịch, và đặc biệt là nó sẽ phòng được cái là của BA5, đặc biệt trong cái nhập viện nặng và tử vong, còn có thể nhiễm đi nữa thì nó cũng sẽ nhẹ hơn. Và một cái điểm mà chúng ta nhìn thấy nữa ở đây là cái đặc thù của vaccine SARS-CoV-2 khi chống lại, đây là nó miễn dịch nó sẽ giảm dần theo thời gian, sau 4 đến 6 tháng nó giảm dần. Như vậy chúng ta làm thế nào mà tiêm nhắc lại định kỳ để duy trì cái miễn dịch, thì đấy là một trong những cái biện pháp tốt nhất để chúng ta phòng các cái biến thể mới xâm nhập như là BA4, BA5 và kể cả các cái mà biến thể khác. Và một trong những cái minh chứng của chúng ta là đã có thay đổi từ cái chủng gốc cho đến là alpha, beta, delta và đến omicron, vaccine rất có hiệu quả. Và khi có hiệu quả thì nó tạo ra cái cảm giác là chủ quan lơ là. Vâng, thưa giáo sư Phan Trọng Lân, bây giờ thì vẫn có các ý kiến, nó không phải là nó là chủ đạo, nhưng mà nó lan tỏa, thế thành thử là làm người dân hơi ái ngại. Đó là cái ý kiến đầu tiên liên quan đến chuyện là vaccine thì có thể là sắp hết hạn. Bây giờ có cái thúc đẩy là vì nó sắp hết hạn. Cái chuyện đó có hay không, hay là chỉ là thực chất là fake news ở trên mạng xã hội? Đối với vaccine thì nó được sự nghiên cứu rất là kỹ. Đặc biệt ở đây như là tiến sĩ Dũng nói, đấy là cái sự ổn định. Ví dụ cái hàng sử dụng của vaccine là 9 tháng, thì có nghĩa người ta đã nghiên cứu tới thấu 12, 15 tháng, thậm chí hơn nữa. Và ta thấy rằng cái ổn định 9 tháng là nó đảm bảo được ở đây là gì? Trong vòng 9 tháng đấy là như nhau, chứ không có cái là 7 tháng là tốt hơn 9 tháng. Cái thứ hai là đối với Việt Nam của chúng ta thì trong cả cái mà tiêm chủng, ông bố bà mẹ đưa đi thì được cái sự giám sát, được đề nghị nhân viên y tế cho xem cái hàng sử dụng trên lọ. Như vậy cái các hoạt động hiện nay nó đưa được đảm bảo. Cái thứ ba là trong các hoạt động từ phân bổ vaccine về thì hiện nay được sự giám sát rất đầy đủ của các của Bộ Y tế, chính quyền các cấp. Như vậy cái vấn đề mà về chất lượng vaccine, từ cái việc hướng dẫn vận chuyển bảo quản cho đến nơi sử dụng, thì tôi thấy rằng là rất là đảm bảo cái sự an toàn để bà con yên tâm để đi tiêm. Đấy là cái trách nhiệm của y tế, của chính quyền và bản thân người dân cùng với sự giám sát đấy để cho nó đảm bảo tốt nhất cho những người được tiêm phòng. Thưa giáo sư Phan Trọng Lân, con có một vấn đề nữa mà nhiều người băn khoăn, thì đấy là cái tác động phụ. Người ta nói là nếu mà tiêm cái mũi, đặc biệt là 3 mũi rồi thêm mũi thứ 4, thì cái phản ứng phụ của nó sẽ mạnh hơn và để lại cái hệ lụy nó lớn cho những người tiêm. Thực chất là không có chứng cứ gì cả, nhưng mà nó cứ lan tỏa cái như vậy, nó làm cho người dân ái ngại. Thì xin từ góc độ khoa học, từ góc độ số liệu và chứng cứ, đề nghị giáo sư phân tích cho cái chỗ này chút. Nói rằng là đối với cái mà tiêm vaccine phòng bệnh COVID-19 hiện nay là chưa bao giờ mà nó lớn từ tất cả các độ tuổi trong thời gian ngắn tiêm nhiều. Và thường đối với vaccine ấy, là người ta nghiên cứu trên phạm vi lớn ra kết luận, và đối với mỗi cá nhân thì thường nó có cái khác biệt, khác nhau trong đáp ứng. Nhưng đặc biệt là cái vấn đề ngẫu nhiên. Phải nói rằng cái vấn đề ngẫu nhiên như mệt mỏi, nó có nhiều lý do mệt mỏi. Hôm qua có chuyện với chồng, với con, hôm sau lại mệt mỏi, đây cũng đổ cho là cái vaccine. Những việc khác rồi đôi khi là khó nói quá lại cũng đổ cho vaccine. Như vậy để chúng ta nhìn thấy là rất chia sẻ với những cái mà của người dân khi ta đưa ra. Nhưng ngược lại, đối với vaccine thì chúng ta phải có những cái bằng chứng, phải có nghiên cứu. Ở đây thì nhiều nghiên cứu, đặc biệt là các cái nước phát triển, họ nghiên cứu rất là đầy đủ. Thì người ta thấy rằng trong 4 mũi tiêm thì tiêm mũi 3, mũi 4 có nghĩa rằng là cái nhắc lại lần 1, lần 2 thì nó ở giữa cái mức phản ứng của mũi 1, mũi 2. Tôi nói ví dụ như vaccine Pfizer thì tiêm mũi 2 phản ứng hơn mũi 1, và mũi 3, mũi 4 ít phản ứng hơn mũi 2. Đấy là những cái nghiên cứu bài bản và có công bố quốc tế, và họ thường xuyên họ có kiểm tra giám sát. Do đó thì đối với những người mà đi tiêm yên tâm và cũng ra soát lại, sống vui vẻ
ăn những thức ăn có miễn dịch thì chúng ta yên tâm. Và đặc biệt bên cạnh chúng ta đấy có toàn thế giới, có tổ chức thế giới, có các cái tổ chức khác, và đặc biệt những cán bộ y tế Việt Nam chắc chắn rằng tất cả đều vì sức khỏe của người dân. Làm thế nào đấy mà tiêm ngừa để cho đảm bảo cái miễn dịch tốt nhất để phòng, tôi phải nói rằng không phải chỉ bây giờ mà kể cả những cái biến thể tương lai, thì nó nếu có thì nó cũng sẽ giảm nhẹ trong cái vấn đề mắc. Vâng, xin trân trọng cảm ơn giáo sư Phan Trọng Lân. Quả thực là những cái giáo sư trình bày là nó có chứng cứ, nó có số liệu. Còn những thứ mà nói bên trên đấy là cảm tính. Mà thực chất chúng ta tin những cái mà đã có nghiên cứu, đã có tổng kết từ rất nhiều nước và từ rất nhiều công trình nghiên cứu nó công phu. Xin được trở lại với tiến sĩ Socorro. Thưa tiến sĩ, xin bà chia sẻ thông tin về việc triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19, đặc biệt là tiêm nhắc lại mũi 3, mũi 4. Chúng ta đang nói mũi 3, mũi 4 tại các quốc gia trên thế giới hiện nay như thế nào? Và các đối tượng tiêm mũi nhắc lại thì như thế nào? Và các chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới thì có lời khuyên gì đến người dân trong việc trong hoàn cảnh biến chủng mới đang lây lan nhanh và nguy hiểm? Không thua gì trước, kính thưa tiến sĩ. So thank you so much. Before I'm going to explain in detail a little bit about giải thích, how we are rolling out vaccination, giải thích về cái quá trình thực hiện tiêm vaccine, tôi muốn issue of whether or not the BA.4 or the BA.5 is more will cause more severe diseases. Tức là chúng ta quay lại cái vấn đề là biến chủng BA.4.5 là có nặng hơn, gây bệnh nặng hơn so với các biến chủng khác hay không? We also need to be a little bit careful, or I would like to give a little bit of precaution, because ở đây thì chúng ta cần phải cẩn trọng, bởi vì rằng là chúng ta cần phải có bằng chứng, cần phải thận trọng. Affected more severely. So there are vulnerable individuals. Và ở đây thì chúng ta cũng có các cái quần thể dễ bị tổn thương đối với COVID-19. Thì là chúng ta biết là có những cái đối tượng dễ tổn thương, họ có thể là mắc COVID và nặng hơn những cái quần thể khác. Và ở đây thì tiêm vaccine là nó bảo vệ cho những cái cá thể, từng cái cá thể khỏi mắc bệnh hoặc là khỏi bị bệnh nặng. Và nó phòng cái lây truyền bệnh cùng với các cái biện pháp kinh tế, các biện pháp xã hội khác. Vâng, và các anh các chị thấy rằng là trong cái hoàn cảnh ngữ cảnh của toàn thế giới hiện nay và cái cung cấp vaccine là rất là hạn chế, thế cho nên là ở đây thì chúng ta cần phải ưu tiên những cái vaccine này cho những cái đối tượng mà được ưu tiên, ví dụ như là những cái quần thể dễ bị tổn thương, as well as those who are vulnerable, and for example those individuals that are immunocompromised. Ví dụ như những người suy giảm miễn dịch. On top of that prioritization, there are individuals who are trong cái hoàn cảnh ưu tiên như thế, the same response to the vaccines. And these are the elderly and the immunocompromised patients. Thì ở đây chúng ta thấy là cái đáp ứng miễn dịch thì không phải là như tất cả đối tượng đều như nhau. Ví dụ như là ở những cái người có tuổi hoặc là những cái người suy giảm miễn dịch ấy, thì cái đáp ứng miễn dịch có thể là nó không được như những cái người bình thường. Cho nên ở đây thì chúng ta cũng phải có chính vì vậy mà Tổ chức Y tế Thế giới cũng khuyến cáo là đối với những cái người như vậy thì họ phải nhận được cái mũi tiêm thứ ba, because of their inability to mount the appropriate, bởi vì rằng là cái khả năng của họ để tạo ra cái miễn dịch để chống lại bệnh thì là nó thấp hơn những cái quần thể khác. Đấy là cái nguyên tắc chung trong cái tiêm vaccine. Ở hiện tại bây giờ thì cái tính sẵn có của vaccine đã được cải thiện, đặc biệt đối với Việt Nam, chúng ta có thể sử dụng, chúng ta có thể áp dụng những cái cách rất là hiệu quả để có thể thực hiện được việc tiêm chủng ở cái mũi 3, các cái mũi gọi là mũi nhắc lại cho mọi người.
There are several reasons why we need to give booster doses. Và chúng ta cũng có những cái nghiên cứu là tại sao chúng ta lại cần những cái mũi nhắc lại như thế này, mũi tăng cường như thế này. Ở đây chúng ta tiêm cái mũi nhắc lại sau 4 đến 6 tháng. Tại sao? Bởi vì chúng ta cần phải tiếp tục bảo vệ quần thể của chúng ta. Có một số các cái lý do chúng ta đã nói với cái này, tức là ví dụ như là ở đây khi mà còn những cái chủng virus lưu hành thì những người ta sẽ có thể mắc bệnh và những cái biến chủng mới sẽ có khả năng xuất hiện trở lại, sẽ xuất hiện. Và chúng ta cần phải chuẩn bị là có những cái biến chủng mới nó sẽ xuất hiện, nó sẽ đến với chúng ta, cho nên chúng ta phải tiêm phòng vaccine để dự phòng. Cái nguyên tắc chung mà chúng ta có thể để áp dụng ở cái tiêm vaccine cho Việt Nam, thứ nhất là tính sẵn có đối với vaccine đối với Việt Nam. Và ở đây chúng ta cũng cần phải tiếp cận đối với những cái quần thể, ví dụ như là những cái người có tuổi chẳng hạn, tức là những cái quần thể nhỏ nhưng mà họ là những cái quần thể dễ bị tổn thương. Và chúng ta cần phải tìm cách tiếp cận đối với tất cả các quần thể mà họ chưa được tiêm vaccine với những cái liều cơ bản. Và chúng ta cũng cần phải tiếp tục làm việc với chính phủ cũng như là cái ngành y tế để làm sao mà chúng ta đưa vaccine được đến những cái khu vực mà nguy cơ cao. Và những cái người ở những cái khu vực này, tức là họ phải được tiêm vaccine, bảo vệ từng người, bảo vệ từng cái hộ gia đình và bảo vệ cả cái cộng đồng. Vâng, và chúng ta biết là cái việc lan truyền của virus vẫn là một cái áp lực đối với chúng ta. Again, based on the priority, và dựa vào các cái gọi là các cái nguyên tắc ưu tiên thì chúng ta cũng xác định các cái đối tượng được ưu tiên tiêm vaccine mà như Việt Nam chúng ta cũng đang áp dụng. Đối với cái liều mũi thứ tư, Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo cho tiêm cho những cái người mà bị suy giảm miễn dịch, những cái người có tuổi, họ vẫn phải là những cái đối tượng được ưu tiên trong tiêm vaccine. Và sau cùng, vaccine, chúng ta rất là may mắn là chúng ta đã có được vaccine. Và nó có thể phòng được các cái tác động nguy hiểm của bệnh, các cái bệnh nặng, cũng như là nó làm giảm cái áp lực ở phòng chống dịch cho chúng ta. Và vaccine của chúng ta an toàn, hiệu quả và có chất lượng. Và cái này là rất quan trọng để giúp cho cái công chúng chúng ta hiểu được và cái tính đối với cái vaccine chúng ta hiện có. Một cái sự khẳng định trở lại của đại diện Tổ chức Y tế Thế giới là vaccine là rất là an toàn, rất an toàn. Và ở trong cái phạm vi toàn cầu, và là tiến sĩ Sokolov có nói là chúng ta rất là may mắn là vaccine cái đợt này là sản xuất ra rất là an toàn. Thế thì xin được trở lại với Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, tiến sĩ giáo sư Phan Trọng Lân. Thưa giáo sư, là hiện nay thì biến thể BA4 và BA5 ấy đang phổ biến ở trên thế giới. Vậy việc tiêm chủng mũi nhắc lại mũi 3, mũi 4 có tác dụng với biến thể phụ này như thế nào? Và lợi ích và hạn chế của việc tiêm mũi nhắc lại này là như thế nào? Nói rằng là như là thông tin của Tổ chức Y tế Thế giới, cái BA4, BA5 nó lây lan nhanh hơn cái BA1, BA2. Đến từ 10 đến 13% là một cái đặc điểm. Cái thứ hai là nó có thể thoát miễn dịch. Có nghĩa rằng là người đã mắc BA1, BA2 thì vẫn có thể mắc lại BA4, BA5. Đấy là hai cái đặc điểm. Như vậy
thì chúng ta thấy rằng đối với Việt Nam của chúng ta, phải nói rằng được cái nỗ lực của chỉ đạo của chính phủ, của Bộ Y tế và các địa phương thì đã các cái mũi cơ bản là gần như là tháng 12 năm 2021 và thậm chí đến tháng 2 2022 là gần như phủ hết các cái mũi cơ bản. Như vậy đến nay là nó đã từ 4 và thậm chí trên 6 tháng có người đã tiêm những cái mũi cơ bản. Như vậy miễn dịch đối với những người này nó giảm, và đặc biệt như vừa rồi là của Tổ chức Giới có nói nữa là trên những cái người mà suy giảm miễn dịch, những người lớn tuổi thì nó còn giảm hơn nữa. Như vậy thì vẫn những cái đối tượng này thì chúng ta tiêm nhắc đúng lịch, đủ liều là rất quan trọng để chúng ta duy trì cái miễn dịch để mà xâm nhập. Cái yếu tố thứ hai là cần thiết là tiêm cho những cái người mà cán bộ tuyến đầu, những cán bộ y tế, có nghĩa là những người có nguy cơ cao. Để gì? Để khi mà xâm nhập cả cái biến thể mới lây lan nhanh như vậy thì có thể ngăn giảm được cái sự lây nhiễm sang cho những đối tượng khác, đặc biệt là cái đối tượng nguy cơ cao. Như vậy thì chúng ta phải đồng bộ, phải tiêm cả cái mũi tiêm nhắc để vừa là ngăn chặn, hạn chế bớt cái sự lây lan, và đặc biệt là những cái người mà thuộc đối tượng người lớn tuổi, 50 tuổi trở lên, hoặc là những người suy giảm miễn dịch thể vừa và thể nặng thì tiêm càng sớm càng tốt để duy trì miễn dịch. Bởi vì đối với các cái chủng mới như là cũng chưa rõ nó đầy đủ, đặc biệt là cái tính năng và cũng như cả cái hậu Covid, như vậy chúng ta biện pháp dự phòng thì với cái an toàn thì chúng ta tiêm nó sẽ có những cái tốt hơn. Ở đây thì phải nói rằng là thực tế trong thời điểm hiện nay thì nó có những cái băn khoăn. Băn khoăn là khi người ta nhìn thấy thực tế hiện nay là tiêm khi mà đã mắc B2 thì rất nhẹ, nhưng ngược lại tiêm thì lại lo lắng, lại thấy rằng sưng đau đỏ. Nhưng thực tế cái sưng đau đỏ đấy nó là hiện tại, nó sẽ qua trong vài ngày. Nhưng ngược lại cái tương lai như là khó dự đoán thì chúng ta vững tin hơn. Trong những cái khi mà chúng ta tiêm thì trong những tháng tới nếu có xâm nhập thì chúng ta vẫn cảm thấy là cuộc sống nó yên bình hơn. Rõ ràng là vì cái một trong những nguyên nhân là vì sao mà chúng ta phải tiêm bổ sung là vì cái tính miễn dịch nó suy giảm dần, giảm dần. Và đặc biệt là những người cao tuổi, những người mà cái khả năng miễn dịch nó thấp thì nó lại giảm dần nó nhanh hơn. Thì đấy là một cái tất nhiên là chúng ta phải phản ứng khi cái đó là giảm. Trở lại với tiến sĩ Trần Minh Điển, thì thưa tiến sĩ là việc tiêm vaccine cho trẻ em trong thời điểm hiện nay đấy, nhất là trong bối cảnh các cái biến thể mới như kiểu BA4, BA5 ấy, nó tiếp tục là có các biến thể mới, thì đối với trẻ em thì nó có tác dụng như thế nào và cần thiết như thế nào? Vâng, kính thưa tất cả các quý vị khán giả, trước hết thì hiện tại Bộ Y tế đang tiếp tục khuyến cáo cho cái nhóm trẻ từ 12 đến 17 tuổi đi tiêm mũi 3, thế và cái nhóm trẻ từ 5 đến 11 tuổi đi tiêm mũi 1 và mũi 2. Đây là một trong những vấn đề rất là cần thiết để chúng ta tạo được một cái miễn dịch cộng đồng. Và rất đáng tiếc rằng là ở dưới 5 tuổi thì trên thế giới thì hiện tại thì cũng đã có một số nước có vaccine và có tiêm cho nhóm này rồi, nhưng mà ở tại chúng ta thì chưa có cái nhóm dưới 5 tuổi được tiêm. Thế tuy nhiên thì trong cái tình hình hiện nay và các câu hỏi của các phụ huynh là con tôi đã mắc rồi thì có nên đi tiêm không, cháu có miễn dịch rồi thì có tiêm hay không, thì đây là một cái vấn đề mà chúng ta cũng hình dung như là vừa rồi tiến sĩ Socro và giáo sư Lân cũng đã nói rằng là cái biến thể ở trong giai đoạn trước nó khác với những cái biến thể giai đoạn này, hoàn toàn có thể có mắc trở lại nếu như chúng ta không bổ sung kháng thể vào cho con của mình. Một cái câu hỏi thứ hai các phụ huynh cũng đang rất lo lắng là các mũi tiêm này có an toàn hay không. Thì với các câu hỏi của các câu trả lời của tiến sĩ Socro và giáo sư Lân vừa rồi thì chúng ta cũng đều thấy rằng là vaccine sẽ là vaccine an toàn. Thế và đặc biệt ở Việt Nam của chúng ta thì lại dành ưu tiên cái chế phẩm Pfizer dành cho cái trẻ từ 12 đến 17 tuổi giống như người lớn, tiêm liều giống như người lớn. Thế còn với trẻ từ 5 đến 10 tuổi thì chúng ta phải có một cái chế phẩm riêng giảm liều cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi. Đây là những cái ưu tiên rất lớn của chính phủ đối với trẻ em. Thế và trong cái thời gian chúng ta đã qua cái đỉnh dịch của tháng 3, tháng 4 đến bây giờ là bắt đầu ngày hôm nay là ngày 1 tháng 7. Nó đã qua 3 đến 4 tháng rồi. Miễn dịch tự nhiên cũng đang suy giảm dần. Đấy, và những cái biến thể mới cũng đang xuất hiện.
Và những cái hoạt động xã hội của chúng ta, nhất là trong những cái tháng hè này, thì các gia đình đều đưa con đến các khu nghỉ dưỡng đi chơi đấy, và các cháu nghỉ hè và tham gia vào những cái hoạt động xã hội khác. Thế do vậy thì trẻ em rất là dễ mắc trong cái tình hình hiện nay. Đấy, và với cái dễ mắc này thì nó sẽ sờ đến những cái nhóm nguy cơ, ví dụ những các cháu mà có bệnh nền hoặc là những cái bệnh suy giảm miễn dịch. Nhưng một cái nhóm yếu thế đó chính là cái nhóm mà chưa được có vaccine, là nhóm trẻ dưới 5 tuổi. Và với nhóm dưới 5 tuổi này thì là trẻ sơ sinh và trẻ bú mẹ cũng có mắc. Đấy, nếu như thực tế thì trong một gia đình mà có một trẻ sơ sinh mà mắc, thì tôi nói thật rằng là tôi cũng đã tiếp cận với rất là nhiều những cái gia đình đấy rồi. Họ lo lắng, họ căng thẳng kinh khủng hơn rất là nhiều so với một cái người lớn hoặc là một cái người già. Thế và đây là chính là những cái lý do mà chúng ta cần phải bảo vệ cho những cái nhóm mà chưa được tiêm vaccine này, thì bằng cách là chúng ta phải đưa con ở nhóm đã có vaccine từ 5 tuổi trở lên đi tiêm trong thời điểm này. Để làm gì? Để chúng ta tạo miễn dịch trong gia đình chúng ta thôi. Đây là một vấn đề rất là quan trọng. Gia đình chúng ta nếu như tất cả mọi người đã có vaccine rồi thì có nghĩa rằng là cái đứa trẻ sơ sinh đó cũng an toàn hơn rất là nhiều. Đấy, hoặc là chúng ta bảo vệ cho cả cái cộng đồng, và như là Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo ấy, là có được vaccine cho cả nước của chúng ta, thì đây là một cái vấn đề nó rất là tốt cho cộng đồng. Đấy, và tôi hy vọng rằng là trong cái thời điểm này thì với những cái biến thể mới xâm nhập, có thể xâm nhập và lan tràn ở trong của chúng ta, và cộng đồng hoàn toàn có thể có ngay như bây giờ. Ở tại Bệnh viện Y khoa Trung ương của chúng tôi thì một ngày vẫn 5 đến 7 trường hợp mắc COVID-19 ở trẻ nhỏ, đấy, trẻ chưa được tiêm vaccine ấy. Đấy, và những cái nguy cơ hậu COVID nó vẫn còn tồn tại, đó chính là cái hội chứng MIC-C, tức là cái hội chứng mà viêm đa cơ quan. Đấy, đây là một cái hội chứng nó rất là nặng, nó ảnh hưởng đến tính mạng của em bé, của các cháu bé. Thì đây là cái mà tôi nghĩ rằng là các bậc phụ huynh trong cái thời điểm này cũng là cái lúc các cháu nghỉ đấy, và đến các cơ sở y tế và tư vấn với các bác sĩ để chúng ta có thể tiêm. Đấy, và với cái tiêm này thì chính phủ cũng đã dành những cái vaccine tốt nhất, an toàn nhất cho các cháu. Vâng, xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ Trần Minh Điển. Bây giờ thì nó có một cái những cái trường hợp như thế này, xin giáo sư Phan Trọng Lân có thể cung cấp thông tin cho, tức là nếu mà đã tiêm mũi 1, mũi 2 này và sau đó lại nhiễm mắc COVID. Thì đối với những người như vậy thì sau khi hết COVID rồi, tiêm 11, 12 và cả COVID nữa, đối với người như vậy thì là cái khả năng miễn dịch, phòng dịch của người ta như thế nào? Và ngành y tế đã có chuẩn bị gì để triển khai chỉ đạo các cơ sở y tế tiêm tiếp mũi 3, mũi 4, kể cả với những người như vậy? Phải nói rằng là đối với cái câu hỏi này thì cũng được cái sự nghiên cứu một cách nó đầy đủ hơn. Người ta cho rằng là tiêm cái mũi bị mắc sau khi tiêm mũi 1, mũi 2 là coi như tiêm mũi 3, gọi là nhắc lại lần 1. Ở đây thì chắc chắn rằng khi mắc thì miễn dịch nó có tăng lên so với tiêm vaccine mũi 1, mũi 2. Tuy nhiên người ta thấy rằng cái đáp ứng của mỗi con người khi mắc nó rất là khác nhau. Và một cái mà chuẩn hóa hơn nữa thì người ta tiêm vaccine mũi nhắc lại, tức là mũi 3, mũi 4, thì người ta thấy rằng đối với những người đã mắc mà tiêm mũi nhắc lại, tức là mũi 3 và tiếp đến là mũi 4, với so với những người mà mắc mà không tiêm, thì cái miễn dịch của những cái người mà đã mắc có tiêm vaccine thì nó lâu dài hơn, nó cao hơn, có nghĩa rằng là cái hiệu lực bảo vệ của họ cao hơn trước các cái biến thể mới. Xin trân trọng cảm ơn giáo sư Phan Trọng Lân. Chúng ta đã nói với giáo sư Phan Trọng Lân cũng như tiến sĩ Điển đã có nói về cái trường hợp là nếu mà cái phản ứng phụ, cái số liệu ở Việt Nam thì khẳng định là giáo sư Phan Trọng Lân khẳng định là nếu mà có phản ứng phụ thì nó nằm ở khoảng giữa so với cái mũi tiêm thứ nhất, tức là có thể là nặng hơn mũi tiêm thứ nhất nhưng mà nhẹ hơn mũi tiêm thứ hai. Mũi 3, mũi 4 là nó nằm trong cái khung ấy, chứ không phải là nó phản ứng nó quá nặng. Thế xin được hỏi tiến sĩ Socorro là ở cái số liệu của thế giới đấy, trên phạm vi toàn cầu đấy, thì tiêm mũi 3, mũi 4 thì tác dụng phụ nó thế nào?
và lợi ích của người tiêm và xã hội nếu mà tiêm mũi 3, mũi 4 thì nó như thế nào, tương quan giữa rủi ro và lợi ích. What is the balance between the risk and benefit of dose 3 and 4? So, first I would like to state that tôi muốn nói là there would always be adverse events that luôn will luôn be observed, là có tác dụng phụ khi chúng ta tiêm vaccine. Khi tiêm miễn dịch, vaccine nặng thế thôi. However, tuy nhiên, hầu hết các cái tác dụng phụ là nhẹ. Really very, very rare. Và những cái biến cố bất lợi mà nặng thì rất là hiếm, cực kỳ hiếm. Nhưng mà kể cả có những cái biến cố tác dụng phụ như thế, như vậy thì người ta cũng vẫn thấy là cái lợi ích là cao hơn cái rủi ro rất nhiều. Và chúng ta có các cái bằng chứng, các cái dữ liệu bằng chứng cho thấy là cái vaccine COVID-19 sử dụng trên toàn thế giới là rất an toàn. Và tất nhiên là cũng có những cái trường hợp, một số rất là hiếm những cái trường hợp biến cố bất lợi nặng, nhưng mà nhìn chung là cái lợi ích của nó cao hơn cái rủi ro rất nhiều. Đối với liều 3, mũi 3, mũi 4, when we are rolling out vaccines, there is a system in the country, including for Vietnam, to detect chúng ta đều and monitor có các cái these adverse events. Hệ thống toàn quốc, trong đó có cả Việt Nam, chúng ta là có cái hệ thống phát hiện các cái biến cố bất lợi, các cái tác dụng phụ. So we know, for example, that when Vietnam has deployed the vaccines, khi mà chúng ta triển khai Việt Nam triển khai vaccine, the hospitals and the clinics are also ready. Thì các cái bệnh viện, các cái phòng khám đều đã sẵn sàng là để chúng ta có thể là phát hiện cũng như là đối phó với các cái trường hợp mà bị biến cố bất lợi, đặc biệt là những cái trường hợp mà ví dụ như biến cố bất lợi nặng, ví dụ như là sốc phản vệ, vân vân. In the Vietnamese system, that when these adverse events are happening, they are reported and they are responded to. Chúng tôi có một cái rất là tin tưởng rằng cái hệ thống y tế của Việt Nam chúng ta, khi mà chúng ta có các cái biến cố bất lợi trong tiêm chủng thì chúng ta báo cáo đầy đủ. These are like a natural occurrence. Vâng, và đối với công chúng thì chúng ta cũng cần phải happen, giải thích cho họ rõ ràng rằng là cái việc tiêm vaccine thì là có cái biến cố bất lợi là hoàn toàn bình thường, hoàn toàn tự nhiên bình thường, để cho họ hiểu. Đặc biệt là với những cái trường hợp mà và chúng ta phải giải thích rất là rõ ràng, đặc biệt là với những cái trường hợp mà nặng. A contraindication or should not stop us from getting our needed vaccines doses. Và now, cái việc là có cái biến cố bất lợi của vaccine như này thì nó không thể là một cái gọi là cái rào cản hay là một cái chỉ số để cho chúng ta là không sử dụng vaccine được. Evidence that there is a waning immunity after 4 to 6 months, although what we are talking here is the level of antibody after 4 to 6 months. There is và ở đây là chúng ta thấy là ở đây chúng ta đang nói về cái gọi là sau khi mà tiêm miễn dịch 4 đến 6 tháng thì cái miễn dịch giảm xuống, ở đây nói đến cái mức kháng thể giảm xuống, và chúng ta vẫn chưa có nhiều các cái và chúng ta vẫn chưa có nhiều các cái vaccinate individuals particularly after 4 to 6 months for the third and fourth doses, particularly for the priorities that I have already mentioned. The second is that we know cái that lý do thứ hai là chúng ta biết rằng là chúng ta biết so, là cái đại dịch thì là chưa as kết long thúc. As the virus is circulating, there will always be risk of severe disease and death. Một khi mà còn chủng virus lưu hành, chúng ta vẫn có nguy cơ mắc bệnh nặng, thậm chí là nguy cơ bệnh nặng. After 4 to 6 months is still one of the best protection that we could give to the population. Vâng, và ở đây thì trong 4 đến 6 tháng thì chúng ta thấy tiêm vaccine là một cái cơ hội để giúp cho cái công chúng, quần thể, cộng đồng người ta là có cái được bảo vệ. Vulnerable populations such as the elderly. So it's important to be ready.
Và một khi chúng ta còn vaccine thì một điều rất là tốt đó là chúng ta phải tiêm phòng để bảo vệ cho công chúng. Thông điệp của tiến sĩ thì cũng rất là rõ. Cái thứ nhất là rõ ràng là phản ứng phụ là cái thứ tự nhiên, là khó tránh. Nhưng mà đối với vaccine mà chúng ta đang có, đặc biệt là Pfizer, những vaccine mà chúng ta tiêm đại trà ở Việt Nam thì cái tỷ lệ nó rất là thấp. Trên cả cái số liệu của toàn cầu nó rất thấp. Nhưng mà cái quan trọng hơn ấy, thì tiến sĩ nhắc đến một cái điều là rõ ràng là cái hệ thống để mà phản ứng lại với các phản ứng phụ đó, cứu chữa, thì nó đã hình thành và nó rất hiệu quả. Ở đấy một phần quan tâm của chính phủ Việt Nam, nhưng mà năng lực của ngành y tế để xử lý các vấn đề đó là nó đã được nâng lên, và như vậy thì nó giảm thiểu rất là nhiều cái tác hại của cái phản ứng phụ, mặc dù nó rất là thấp. Thì đấy là cái thứ hai. Còn bây giờ tiêm chủng mà nhắc mũi 3, mũi 4 nó rất quan trọng, là vì hiện tại bây giờ số liệu chúng ta vẫn không biết là cái miễn dịch nó kéo dài được bao nhiêu, nhưng mà cái chắc chắn biết là nó suy giảm. Mà đại dịch thì nó chưa biến mất, nó suy giảm, thì nếu mà mình đang có vaccine để tăng cường giảm cái viện nhập viện rồi bảo vệ cái sự sống của người dân, thì là cách hành xử là hợp lý nhất và cách hành xử nó thông minh nhất mà đang có thì phải thúc đẩy. Với tinh thần như vậy thì xin được trở lại với giáo sư Phan Trọng Lân là chúng ta cần có kịch bản như thế nào để phòng chống dịch trong giai đoạn hiện nay, và với biến thể mới xuất hiện liên tục thì là cái kế hoạch, cái định hướng chiến lược của chúng ta như thế nào, thưa giáo sư? Năng từ cái mà dự báo đối với SARS-CoV-2 là cái chỗ bản chất virus SARS-CoV-2 nó có cái sự tiến hóa khôn lường. Và cái tiến hóa khôn lường đấy, nếu trong cái phạm vi những cái đột biến vừa phải, nó trở thành những cái biến thể mới, và thậm chí nó biến thể nhiều hơn nữa, nó có thể nó trở thành biến chủng, có nghĩa rằng nó là SARS-CoV-3, COVID-4, có cục có thể xảy ra. Tuy nhiên, đối với kịch bản hiện nay, thì trên cái sự tiến hóa như vậy, thì chúng ta thấy rằng nếu nó vẫn như các cái biến thể phụ hoặc là những cái biến thể mà nó còn có cái khả năng đáp ứng của vaccine, cái thứ hai là nó không phải là có những cái nặng, thì như vậy với hai cái yếu tố đấy, nhẹ dù nó có lây lan nhanh hơn và chúng ta liên tục tiêm theo chỉ định những cái vaccine, thì như vậy chúng ta vẫn là đáp ứng như kịch bản hiện nay, có nghĩa rằng là vẫn mở cửa, vẫn thực hiện các biện pháp, chỉ có khi cần thiết thì chúng ta tăng thêm các cái điều trị nếu mà có cái sự hơi quá tải. Nhưng ngược lại, một cái kịch bản đương nhiên là chúng ta phải chuẩn bị kể cả những cái tình huống xấu nhất khi dự báo. Đây là những cái biến thể mới mà nó không còn hiệu quả đối với vaccine. Và cái thứ hai, lây lan nhanh. Và cái thứ ba là nó lại nặng. Và thậm chí nếu mà nó kết hợp nữa, cả cái sự chẩn đoán cũng khó nữa. Thì như vậy, chúng ta bên cạnh các cái biện pháp mà kinh nghiệm trong thời gian qua, thì cái biện pháp hành chính xã hội có thể cũng phải thiết lập để làm thế nào đấy, sức khỏe tính mạng người dân là trên hết, trước hết. Vâng, trân trọng cảm ơn giáo sư Phan Trọng Lân. Bây giờ trở lại với tiến sĩ Trần Minh Điển. Thưa tiến sĩ, là tại Bệnh viện Nhi Trung ương ấy, thì tổng số bệnh nhi điều trị hậu COVID-19 trong thời gian qua là 756. Trong số đó thì có 283 bệnh nhân là mắc cái hội chứng hậu COVID, là cái hội chứng gọi là MIS-C. Chủ yếu là từ trẻ từ 5 đến 12 tuổi. Xin ông cho biết là việc tiêm vaccine phòng COVID-19 với trẻ với nguy cơ mắc MIS-C ở nhóm đối tượng này có ý nghĩa như thế nào? Vâng, kính thưa tất cả các quý vị khán giả, thì trước hết thì chúng ta cùng tìm hiểu là cái bệnh học, tức là cái biểu hiện bệnh của trẻ em mắc COVID-19 và người lớn thì nó có cái sự khác biệt cơ bản
đó chính là người lớn thì có cái biểu hiện của tình trạng hội chứng suy hấp nguy kịch, tức là cái tình trạng suy hấp đấy, và rất là dễ nguy cơ đưa đến tình trạng tử vong. Thế còn với trẻ em thì nó có cái biểu hiện là sau khi mắc COVID 4 đến 6 tuần thì nó có cái biểu hiện là hội chứng viêm đa cơ quan. Thì đây là một trong những cái vấn đề liên quan cái biểu hiện miễn dịch của giữa trẻ em và người lớn có cái sự khác nhau như vậy. Và trẻ người lớn thì chúng ta lưu ý rằng là có cái tình trạng suy hấp. Thế còn trẻ em thì có một cái nguy cơ nặng, đó chính là cái MCI. Thế và chúng ta cùng hiểu cái hội chứng viêm đa cơ quan này là gì. Đó chính là cái tình trạng đáp ứng viêm quá lên của cơ thể phản ứng đối với cái thành phần của virus. Thế và với cái này thì nó biểu hiện ở tất cả các cơ quan, đấy, mà trong đó là các biểu hiện như là biểu hiện hệ thống tim mạch, hay là hệ thống da, cơ, hay là hệ thống gan, hay là hệ thống thần kinh, hay là hệ thống thận, tất cả các cơ quan đều có thể bị cái ảnh hưởng của cái tổn thương này. Thế và hiện nay thì chúng ta cũng đã có phác đồ rồi, đã có phác đồ điều trị rồi. Thế nhưng mà nếu như mà chúng ta không chẩn đoán được sớm và chúng ta không phát hiện kịp thời thì có thể rất nguy cơ ảnh hưởng đến cái tính mạng của trẻ. Và với cái tình trạng bệnh này thì cũng phải báo cáo với tất cả các quý vị rằng là đây là một cái bệnh học mới xuất hiện. Khi mà có SARS-CoV-2, khi mà có COVID như thế này thì mới có thể xuất hiện, và chúng ta phát hiện được từ tháng 4 trên thế giới, là từ tháng 4 năm 20 thì cũng mới gần đây thôi. Do vậy với những cái này thì đến bây giờ là vừa chữa nhưng mà đồng thời cũng vừa phải nghiên cứu tiếp theo để chúng ta có thể đưa ra được những cái phác đồ một cách cẩn thận. Thế còn quay trở lại với cái câu hỏi chính của chúng ta và với cái nhóm tại Bệnh viện Trung ương thì trong đó thì 283 bệnh nhân đó thì 50% các em bé đó phải nằm hồi sức. Mà khi mà nằm hồi sức thì các chị chú ý là phải thở máy này, phải lọc máu này và phải làm ECMO, tức là màng trao đổi oxy ngoài cơ thể. Và cũng rất là may mắn rằng là trong cái nhóm này thì hầu hết chúng tôi đều cứu sống được các em bé dựa trên cái phác đồ. Nhưng mà cái phác đồ đó điều trị thì cũng rất là tốn kém. Đấy. Ví dụ như phải dùng cái thuốc là immunoglobulin đường tĩnh mạch. Và với cái thuốc đó một đứa trẻ 3-40 cân ấy, thì nó phải mấy trăm triệu. Thì đây là một cái giải pháp điều trị cho các cháu rất tốn kém. Thì tôi cũng nói với các quý vị rằng là nếu như mà trẻ con mà mắc SARS-CoV-2 thì không chỉ ảnh hưởng đến cái vấn đề sức khỏe, ảnh hưởng đến tính mạng mà nó còn ảnh hưởng đến cả cái gánh nặng về chi phí điều trị nữa. Thế và trở lại với câu hỏi rằng là tiêm vaccine thì có giảm được cái MCI ở trẻ em hay không? Thì chúng tôi cũng đã tra cứu các y văn, thì các y văn thì cũng đều thấy rằng là vaccine không những có tác dụng bảo vệ tránh mắc MCI mà còn có tác dụng bảo vệ giảm cái mức độ nặng khi mà trẻ mắc MCI. Thì đây là cái một cái câu hỏi chính. Thì với cái nhóm cái câu trả lời chính là như vậy, tức là chúng ta tiêm vaccine thì nó có thể làm giảm được cái làm cho tránh được mắc MCI, và nếu như không may có MCI thì là ở cái mức độ nhẹ thôi, ví dụ như biểu hiện của da cơ thôi chứ không phải biểu hiện của cái hệ thống tuần hoàn. Thế còn với trẻ mà từ 12 đến 18 tuổi thì một cái nghiên cứu từ Hoa Kỳ thì cho thấy ước tính hiệu quả của hai liều vaccine Pfizer chống lại MCI là 91%. Đây là một cái nghiên cứu rất là rõ rệt, đúng không ạ? Thế và trong số những bệnh nhân MCI bị bệnh nặng cần phải sử dụng các biện pháp hỗ trợ hồi sức, ví dụ như tại Bệnh viện Nhi Trung ương của chúng tôi thì cái tỷ lệ mà tiêm vaccine gần như các cháu chưa được tiêm vaccine ở cái nhóm tuổi này. Thì đây là một cái mà vấn đề các cháu mà nằm hồi sức ấy. Thế còn một cái nhóm trẻ từ 5 đến 17 tuổi, một cái nghiên cứu lớn tại Đan Mạch thì cũng củng cố bằng chứng về việc tiêm phòng mang lại cái hiệu quả đáng kể bảo vệ với cái MCI. Và hiệu quả ước tính này nó tính ra khoảng độ từ khoảng 94% ở trẻ từ 5 đến 17 tuổi. Thì đây là những cái bằng chứng trên y văn cho thấy là với nếu như đưa con mình đưa đi tiêm phòng thì nó sẽ giảm được cái nguy cơ mắc MCI, và nếu như có mắc MCI thì có thể là sẽ bị bệnh nhẹ đi. Đấy, thì đây là cái mà một cái khuyến cáo rất là rõ rệt rằng là bằng chứng khoa học cho thấy rằng là chúng ta nên đưa con đi tiêm chủng để bảo vệ được chính cho con mình, giảm bớt được cái nguy cơ bệnh nặng trong sau khi mắc COVID-19. Xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ Điển. Thì rõ ràng là các cái số liệu và các cái chứng cứ trực tiếp từ Bệnh viện Nhi Trung ương cũng như là từng cái số liệu của thế giới thì thấy rằng là cái việc tiêm chủng cho trẻ em cũng rất là cần thiết.
nó không chỉ là giúp là tránh bị mắc COVID mà còn giảm thiểu cái hội chứng là hậu COVID, đặc biệt cái hội chứng MIS-C cho các em. Mà hội chứng này không chỉ ảnh hưởng sức khỏe trẻ em mà ảnh hưởng kinh tế của gia đình rất là lớn. Bây giờ thì có bạn đọc mà gửi ý kiến đến cổng thông tin điện tử của chính phủ rằng là họ chưa đi tiêm mũi 3, mũi 4 vì chưa thấy địa phương gọi hoặc chưa thấy thông báo cụ thể chính thức là tiêm ở đâu, khi nào, có tuổi đường nào sẽ tiêm. Xin giáo sư tiến sĩ Phan Trọng Lân có thể có cái câu trả lời cho những cái thắc mắc như thế này của bạn đọc cổng thông tin điện tử của chính phủ được không ạ? Vâng, hiện nay thì cái vấn đề vaccine được Bộ Y tế cung cấp đầy đủ theo nhu cầu, theo chỉ định đầy đủ của đối với các địa phương và vận chuyển về các cái địa phương. Cái thứ hai là các cái điểm tiêm chủng nói rằng là rất là đa dạng, đặc biệt đối với tiếp cận gần nhất đấy là các cái trạm y tế xã phường, sau đó các cái cơ sở tiêm chủng khác, đặc biệt kể cả có những nơi đi lại khó khăn của người dân có các hình thức là tiêm lưu động, tiêm tại nhà, và cái hình thức mà thông báo cũng rất là đa dạng, đặc biệt đối với những cái nơi di biến động dân cư nhiều, nó giống như khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì có các cái thông tin trên các cái trang web của Sở Thông tin Truyền thông của Trung tâm Kiểm soát Phòng ngừa Bệnh tật của thành phố Hồ Chí Minh, nó có những cái trang mà nó cập nhật hàng ngày cái điểm tiêm chủng cũng như thời gian tiêm chủng, và chúng ta chỉ cần gõ vào nơi đấy thì nó sẽ hiện lên toàn bộ các cái danh mục tiêm trong ngày hôm đấy. Như vậy đối với và kể cả đối với xã phường, hệ thống loa phường, hệ thống mà cả hệ thống chính trị phải nói đợt này là cũng vào cuộc rất là lớn, đi từng ngõ gõ từng nhà, ra từng đối tượng. Tuy nhiên vì một lý do nào đấy chưa có thì lập tức đến ngay cả cái cơ sở y tế gần nhất hoặc là đến cả cái xã phường để được tư vấn và chắc rằng là sẽ được tiêm ngay trong cái thời điểm hiện nay. Và nếu có vướng mắc nữa thì cả anh chị gọi về đường dây nóng của các sở y tế, nếu thấy vướng mắc nữa thì gọi về đường dây nóng của Bộ Y tế. Có nghĩa là chúng ta đa dạng hóa làm thế nào đấy mỗi người dân khi mong muốn được tiêm chủng thì sẽ được phục vụ một cách đầy đủ, chu đáo, an toàn, hiệu quả. Vâng, cảm ơn giáo sư Lân. Như vậy thì cái hệ thống để tiêm chủng đấy là cách tiếp cận nó cũng khá là dễ dàng, và nếu mà chúng ta lên mạng gõ tìm kiếm thì chắc là thời đại này nó rất là nhanh, rất là hiệu quả, và nó có từ cái hệ thống xã phường trở lên. Thì với cái ý thức tiêm chủng cho mình và để vì mình và vì xã hội thì quả thực là nếu chúng ta chủ động thì nó không phải là một vấn đề quá lớn. Rõ ràng tiêm vaccine là rất cần thiết để chủ động phòng bệnh cho bản thân và gia đình cũng như xã hội. Tuy nhiên là ở thời điểm hiện nay đấy, khi mà chúng ta đã bình thường mới đấy, việc tiêm vaccine này không thể dùng mệnh lệnh hành chính vì đó là quyền và trách nhiệm của mỗi người dân. Xin các vị khách mời có ý kiến, quan điểm về vấn đề này thì và có cái lời khuyên cho người dân và cộng đồng nên như thế nào. Xin trước hết là hỏi tiến sĩ Socorro. Comment for that, yes, please. So vaccination is a measure. Vaccine, tiêm vaccine là một biện pháp being implemented by the government. Và được chính phủ thực hiện. Tuy nhiên, chúng ta cũng mong đợi là cái này là cái gọi là sự tình nguyện của người dân đi tiêm vaccine. We are protecting ourselves, our để families and chúng ta bảo vệ bản thân chúng ta, gia đình và cả quốc gia. It's a mutual responsibility between the government and the community. Và ở đây là nó là một cái gọi là cái phù hợp, cái trung lập, cái giữa chính phủ và người dân. Người dân thì cung cấp vaccine, tiến hành tiêm chủng cho người dân, nhưng người dân phải hiểu cũng cần phải gọi như là đấy là cái gọi là cái tham gia một cách tự nguyện. Và ở đây là cũng có những cái nhóm dân số là cần phải tức là họ là dễ bị tổn thương và cần phải tiêm vaccine hơn. People will have to receive this available
protection that is provided by the government. And overall, chính phủ cung cấp vaccine và người dân thì nhận cái vaccine đó để bảo vệ bản thân và cả quốc gia. And of course, we know that individuals, và chúng ta cũng biết là từng cá nhân would like to open as soon as possible. We want to go to our normal. Và chúng ta cũng biết, người dân cũng hiểu là chúng ta muốn là mở cửa càng sớm càng tốt, đúng không? Chúng ta trẻ con được đến trường, chúng ta mở cửa quốc gia, giao thiệp rồi du lịch vân vân. Thế thì muốn như thế thì chúng ta phải sử dụng một cái công cụ để chúng ta bảo vệ bản thân chúng ta, bảo vệ những người khác, đó chính là vaccine. Or voluntary, I would say that vaccines. Tôi muốn nói là vaccine, the responsibility of individual tiêm vaccine, to get their vaccines, trách nhiệm của chúng ta phải tiêm vaccine of solidarity, of protecting each other, protecting để bảo vệ our society chúng ta và bảo vệ người khác, bảo vệ cộng đồng. Xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ Socorro. Thông điệp của tiến sĩ rất là rõ, tức là chúng ta chấp nhận tiêm vaccine như là một cái trách nhiệm xã hội, trách nhiệm đối với chính mình và trách nhiệm đối với cộng đồng. Đó là một cái biểu hiện của tinh đoàn kết. Nếu chúng ta muốn sống một cuộc sống bình thường, có thể là đi chợ, có thể là giao lưu, có thể là hưởng những cái khu du lịch các thứ, nếu mà chúng ta phòng chống được COVID và không để nó lây nhiễm. Xin mời thông điệp của tiến sĩ Trần Minh Điền ạ. Trong thời điểm hiện nay thì tôi cũng khuyến cáo các bậc phụ huynh chúng ta đưa con mình đi tiêm. Để với cái nhóm trẻ từ 12-17 tuổi thì đang có mũi 1, mũi 2 nếu các cháu chưa được tiêm. Và chúng ta bắt đầu bổ sung mũi 3 để đề nghị các quý vị phụ huynh là hãy đảm bảo được cho quyền lợi của con mình đi tiêm. Và với các cháu từ 5-11 tuổi thì chúng ta cũng đã có các chế phẩm đấy, và chúng ta đưa các cháu đi tiêm mũi 1, mũi 2 và hãy đưa các cháu đến cơ sở y tế gần nhất để bảo vệ được cho các cháu tránh khỏi cái mắc COVID-19 và tránh khỏi cái mắc tình trạng bệnh nặng là cái hậu COVID-19, là cái hội chứng MIXI, để các cháu có thể tham gia được đi chơi, đi du lịch đấy, và tham gia được những cái hoạt động cộng đồng nhiều hơn. Xin trân trọng cảm ơn. Trân trọng cảm ơn tiến sĩ Điền. Xin kính mời Phó Giáo sư tiến sĩ Phan Trọng Lân. Đang tiêm COVID-19, nó là một cái yêu cầu phòng chống dịch. Và như vậy, người dân cần đi tiêm phòng. Phải nói rằng tiêm phòng ở đây thì chúng ta bảo vệ cho bản thân, bảo vệ cho gia đình và bảo vệ cho cả xã hội, những người khác, đặc biệt là những cái người mà có nguy cơ cao, những người chống chỉ định tiêm chủng. Và một trong những ý nghĩa tôi cho rằng trong bối cảnh những cái biến thể mà lây lan nhanh thì làm thế nào để cho chúng ta giảm bớt đi cái lây nhiễm, cái nặng nhập viện tử vong thì nó giảm đi được các cái gánh nặng cho xã hội, và đặc biệt những cán bộ y tế như chúng tôi rất là cảm thấy hạnh phúc khi tất cả người dân đi tiêm. Thì như vậy chúng tôi bớt đi những cái áp lực trong thời điểm hiện nay, và cũng mong rằng mỗi người dân thấy rằng cái trách nhiệm của mình trong cái việc tiêm ngừa để giúp cho toàn xã hội của chúng ta nó bình yên hơn như những ngày qua, và luôn luôn hướng đến cái mà chúng ta không chỉ phục hồi mà phát triển kinh tế xã hội. Nó giống như một câu nói cái về sức khỏe, nó không phải là chỉ trạng thái không có bệnh tật, nó còn về thoải mái về thể chất, tinh thần và xã hội. Xin trân trọng cảm ơn giáo sư Lân. Kính thưa các quý vị khán giả, quả thực cái thông điệp của cả ba chuyên gia về tiêm chủng là rất rõ. Tiêm chủng là quyền và nghĩa vụ của chúng ta, là lợi ích đối với đất nước, đối với cuộc sống của từng người dân. Quả thực là chúng ta vừa trở lại cuộc sống bình thường được một giai đoạn rất là ngắn. Không ai muốn trở lại với cái thời kỳ như là cái biến chủng Delta nó bùng phát và chúng ta sống trong một cái khuôn khổ nó bỏ hẹp trong gia đình nữa, và kinh tế bị ảnh hưởng rất nặng nề. Kinh tế chúng ta bắt đầu phục hồi và chúng ta phải làm tất cả để cái sự phục hồi đó nó mạnh mẽ hơn và tiến tới đưa chúng ta phát triển nhanh hơn. Tiêm chủng là quyền nhưng mà là trách nhiệm. Chúng ta trách nhiệm với mình, trách nhiệm với con cháu mình, gia đình mình và trách nhiệm với tất cả cộng đồng. Với cái thông điệp như vậy thì cái cuộc tọa đàm hôm nay xin kết thúc ở đây. Xin trân trọng cảm ơn tất cả các quý vị thính giả đã chú ý lắng nghe.